Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 11, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo chương trình kỳ họp thứ 14. Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị làm công tác dân vận. Chương trình giáo dục kỹ năng sống, yêu thương thầy cô, bạn bè. Thành phố nghiệm thu mô hình trồng rau, nuôi cá sạch. Tuyên truyền pháp luật dưới hình thức phiên tòa giả định. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông báo chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Quý, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 24 dự thảo nghị quyết, xem xét các báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Kỳ họp thứ 14 cũng tiến hành chất vấn và xem xét báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Phiên khai mạc, bế mạc chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV11 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi thẩm tra. Đến dự có bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Theo đó, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là hơn 10.677 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước là 9.650 tỷ đồng, tăng gần 21% so với dự toán năm 2019. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là hơn 10.823 tỷ đồng, tăng 23% so với dự toán năm 2019. Về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, ngân sách tỉnh thu hơn 7.100 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện và xã thu hơn 2.540 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực cho từng cơ quan đơn vị là hơn 6.445 tỷ đồng, dự toán ngân sách cấp huyện xã là hơn 4.377 tỷ đồng. Theo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, nhìn chung, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 được xây dựng trên cơ sở ước khả năng thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, đảm bảo các tiêu chuẩn chế độ định mức phân bổ ngân sách hiện hành phù hợp với tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phấn đấu tăng thu để giảm bội chi ngân sách. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018, báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Tây Ninh năm 2020-2022, dự thảo nghị quyết tăng vốn điều lệ quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh, báo cáo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với trách nhiệm người trả lời là Sở Tài chính. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà, động viên các đơn vị làm công tác dân vận ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Đoàn do ông Nguyễn Văn Hợp, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đã đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang làm công tác dân vận tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, thăm đại đội bộ binh 40, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, các đồn biên phòng Dàm Trảng Trâu, Ninh Điền, Phước Tân.
Tại mỗi điểm đến, đoàn đã tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ dân vận, nghe các đơn vị báo cáo về kết quả làm công tác dân vận tại địa phương trong những ngày qua. Thưa quý vị, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị vũ trang đang làm công tác dân vận tại các xã của huyện Tân Châu. Tại xã Tân Hưng, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 19, huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng Tây Ninh. Tại xã Tân Phú, đoàn thăm trung đoàn 174. Tại xã Suối Nguồn, đoàn thăm đồn biên phòng Suối Lam. Tại xã Tân Hòa, đoàn đến thăm đồn biên phòng Tống Lê Chân, đang cùng nhân dân làm công tác dân vận tại ấp Con Trăng. Tại xã Tân Đông, đoàn thăm đồn biên phòng Cà Tum và đại đội bộ binh 1 Tân Châu. Tại xã Tân Hà, đoàn cũng thăm trung đoàn bộ binh 4 thuộc sư đoàn bộ binh 5 và đồn biên phòng Tân Hà. Tại mỗi nơi đến, đoàn được nghe ban lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình làm công tác dân vận tại nơi đóng quân. Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã trao tặng mỗi đơn vị một phần quà và động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ an tâm làm tốt đợt công tác dân vận năm 2019. Đoàn do ông Nguyễn Văn Di, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, đã tới thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 14, 15, 16, 18 thuộc sư đoàn 5 quân khu 7, đồn biên phòng Mộc Bài, đồn biên phòng Long Phước đang làm công tác dân vận tại xã Tiên Thuận, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Tại xã Tiên Thuận, Long Thuận, huyện Bến Cầu, cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp nhân dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà ở, nâng cấp hơn 5 km đường, nạo vét kênh mương, khai thông cống rãnh, tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thay mặt đoàn công tác, đại tá Hoàng Xuân Cường, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần, sự quyết tâm của các bộ chiến sĩ, các đơn vị và bày tỏ tin tưởng từ nay đến khi kết thúc đợt dân vận, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng mối quan hệ gần gũi, quân với dân, phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Dịp này, Sư đoàn 5 quân khu 7 còn trao 14 xuất quà cho hộ nghèo ở xã Long Thuận và xã Tiên Thuận. Thưa quý vị, đoàn do ông Trần Văn Hận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Chỉ và ban phối hợp liên ngành làm công tác dân vận tại xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng. Từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phước Chỉ và bà con nhân dân đã láng sân bê tông trước cổng trường tiểu học Bình Thạnh, phát quang vét mương, san lấp mặt bằng, vệ sinh và trồng hoa các tuyến đường nông thôn tại xã Bình Thạnh. Dịp này, ban phối hợp liên ngành làm công tác dân vận tại xã Bình Thạnh đã tặng 200 phần quà và một căn nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho người nghèo. Đoàn do Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các đơn vị. Đại đội Bộ binh 105, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Biên, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lò Gò, Chàng Triệt, Sa Mát, Tân Bình, Tân Phú và phân hiệu trường huấn luyện Cảnh Khuyển khu vực phía Nam thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đang phối hợp với quần chúng nhân dân làm công tác dân vận tại các xã Tân Bình, Tân Lập và Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã nghe báo cáo kết quả sơ bộ về công tác ra quân phối hợp làm công tác dân vận. Những ngày qua, các chiến sĩ đã phối hợp với nhân dân địa phương sửa chữa nhà cửa, xây dựng nhà tình thương, tổ chức dặm giá, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã biểu dương những kết quả tích cực mà lực lượng vũ trang đã phối kết hợp với nhân dân và chính quyền thực hiện được. Ông động viên tinh thần và tặng các phần quà cho các chiến sĩ. Đoàn do ông Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Công an Tây Ninh và ban phối hợp liên ngành làm công tác dân vận tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. Thực hiện công tác phối hợp liên ngành làm công tác dân vận tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh từ ngày 18 tháng 11 năm 2019, lực lượng công an, công viên chức và đoàn viên thanh niên thành phố đã tiến hành phát quang, rong cây, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường, chăm sóc tuyến đường qua phường Ninh Thạnh, đến thăm và tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, khám cấp thuốc cho 100 người dân và một căn nhà đại đoàn kết trị giá 55 triệu đồng cho người nghèo, xây dựng mô hình nhóm sử dụng mạng xã hội Zalo để tuyên truyền phòng chống tội phạm, tổ chức giao lưu văn nghệ bóng đá cùng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực khác. Chuyển sang những thông tin khác.
Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh Thiếu Nhi Tây Ninh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Yêu thương thầy cô, bạn bè dành cho các em học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Với hình thức vừa học vừa chơi cùng những câu chuyện người thật việc thật, vừa gần gũi vừa gắn liền với thực tế, chương trình giáo dục kỹ năng sống có sức lôi cuốn các em học sinh và mang đến cho các em nhiều kỹ năng kiến thức bổ ích có thể ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Phúc, để có thể gắn kết mối quan hệ giữa thầy cô giáo và các em học sinh, giữa các em học sinh với nhau thì điều quan trọng nhất đó chính là sự thấu hiểu. Do đó, việc tổ chức các hoạt động để thầy trò có thể giao lưu, trao đổi là một việc làm cần được tổ chức thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động cắm trại, dã ngoại. Điện lực Hòa Thành vừa tổ chức hội nghị khách hàng năm 2019 và tổng kết công tác tiết kiệm điện giai đoạn 2018-2019. Giai đoạn 2018-2019, Điện lực Hòa Thành phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện và chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện. Năm 2018, toàn huyện Hòa Thành đã tiết kiệm được hơn 2.900.000 kWh, đạt gần 123% kế hoạch. Năm 2019, Điện lực Hòa Thành phấn đấu tiết kiệm gần 2.400.000 kWh điện. Tại buổi lễ, Điện lực Hòa Thành đã ký kết kế hoạch phối hợp với 6 cơ quan đoàn thể huyện để triển khai có hiệu quả chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2019-2020. Dịp này, Công ty Điện lực Tây Ninh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân thực hiện tốt việc sử dụng tiết kiệm điện giai đoạn 2018-2019. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền các kiến thức về pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Phiên tòa giả định đã tái hiện lại một vụ việc có thật tại địa phương, trong đó bị cáo trong độ tuổi thanh niên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị kết án 6 năm tù giam. Theo dõi phiên tòa giả định, các em học sinh đã được nghe hội đồng xét xử, kiểm sát viên và luật sư phân tích đánh giá nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan, hoàn cảnh dẫn đến con đường phạm tội của bị cáo, để từ đó rút ra bài học cho bản thân mình. Đang xen trong chương trình còn là các câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan dành cho các em học sinh của nhà trường. Thưa quý vị, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 11, Phòng Kinh tế thành phố Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tổ chức nghiệm thu mô hình trồng rau nuôi cá sạch, mô hình aquaponic ở phường Ninh Thạnh, xã Bình Minh và xã Thành Tân. Mô hình trồng rau nuôi cá sạch aquaponic là mô hình khép kín tuần hoàn, tận dụng lợi ích của rau và cá trên cơ chế cộng sinh. Với nguyên tắc hoạt động là sử dụng nước nuôi thủy sản cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Thông qua đó, hệ thống cây trồng sẽ lọc nước nuôi cá và chuyển đổi các chất độc hại thành các chất vô hại đối với đối tượng thủy sản. Ưu điểm của mô hình aquaponic là sản xuất thực phẩm bền vững và chuyên sâu, không sử dụng phân bón hay thuốc trừ sâu hóa học cho sản lượng và năng suất cao hơn. Được biết, mô hình trồng rau nuôi cá sạch, mô hình aquaponic được thành phố triển khai do lực lượng dân quân tự vệ phường Ninh Thạnh, xã Bình Minh và xã Thạnh Tân thực hiện, tổng kinh phí hơn 118 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố. Khu dân cư ấp Thạch Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, lâu nay người dân cất nhà định cư dọc ven kênh rạch Tây Ninh. Đây là đất công, về sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Trước phản ánh của người dân, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền kiểm tra thực tế, hiện có 21 hộ dân đã cất nhà tạm ở dọc ven kênh rạch Tây Ninh. Những hộ dân này sống chủ yếu bằng nghề chài đánh bắt cá từ những năm 1979-1980 đến nay. Trước đây, khu vực này chỉ có một vài hộ sinh sống. Qua một thời gian dài, thêm nhiều hộ dân cất nhà nên hình thành khu dân cư tự phát. Nhà nước không quy hoạch khu dân cư hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Thạch Điền đã nhiều lần vận động các hộ dân di dời vào các khu dân cư. Tuy nhiên, các hộ dân này chưa di dời. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thạch Điền tiếp tục vận động các hộ dân di dời vào khu dân cư. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thời sự tối nay sẽ là phóng sự huy động sức dân làm công trình thắp sáng đường quê. Qua rà soát tổng hợp, toàn huyện Bến Cầu có 270 tuyến đường cần thực hiện thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 191 km, cần khoảng 5.114 bóng đèn điện, 180 cầu giao tự động. Tổng kinh phí dự kiến nhân dân phải đóng góp khoảng 2,7 tỷ đồng.
nhà nước dự kiến trả kinh phí sử dụng điện khoảng 1,2 tỷ đồng một năm. Cuối năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện mô hình thắp sáng đường quê. Bước đầu thực hiện khoảng 100 km, trong đó mỗi xã thực hiện 10 km, riêng thị trấn Bến Cầu thực hiện 20 km. Thì sau khi có cái chủ trương, nghị quyết của Ban Thường vụ đó, thì Ủy ban Nhân dân huyện bắt tay vào thực hiện ngay bằng cái cách là cụ thể hóa bằng cái chương trình, kế hoạch, sau đó triển khai tất cả các cái xã trong toàn huyện. Thì bước đầu đó thì phải nói cũng có nhiều cái khó khăn. Thì trên tinh thần chỉ đạo đó, vừa làm vừa thí điểm, người dân thì cũng rất là bỡ ngỡ trước cái chương trình này của huyện. Thì sau khi tổ chức học tập tuyên truyền, đồng thời làm bằng nhiều cái giải pháp rất là thiết thực, khảo sát thực tế tất cả các cái tuyến đường trong huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp với chủ trương đưa ánh sáng về các tuyến đường nông thôn để phục vụ cho đi lại của bà con nhân dân trên địa bàn huyện Bến Cầu. Công trình thắp sáng đường quê đã được huy động từ nhiều nguồn vốn và nhiều nguồn tài trợ. Trong đó, ngành điện chúng tôi trong 5 năm qua đã tham gia phối hợp cùng chính quyền địa phương, các xã, thị trấn thực hiện công việc tư vấn về kỹ thuật, thi công, lắp đặt nhằm đảm bảo kỹ thuật an toàn điện trong nhân dân. Đến nay, người dân đã đóng góp thắp sáng 242 tuyến đường quê dài gần 170 km với gần 4.570 bóng đèn, 94 cầu giao tự động, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, đạt gần 90% tổng số tuyến đường cần thực hiện. Thì từ ngày mà vô đường điện này khoảng 3 năm rồi, thấy đường điện này thì cũng có lợi cho nông dân, người con cháu đi học rồi nó thuận tiện nữa. Rồi cái lợi nhuận cho nông dân nó càng nó hay hơn. Coi như là thuận lợi nhiều mặt. Bây giờ một á, ban đêm ban hôm thì mình đi làm ăn nó cũng rất là tiện lợi. Thứ hai, khi nói chung là con em mình nó đi chơi này nọ nó cũng có phần đỡ hơn. Cái thứ ba nữa, nhưng mà đặc biệt nhất là ví dụ như ban đêm hôm, nửa đêm nửa hôm trộm cướp thì mình cũng có thể kiểm tra được, có thể dòm ngó được. Bên cạnh việc vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện thêm nhiều công trình thắp sáng đường quê, thì việc bảo trì, bảo quản các tuyến đường cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu quan tâm và chỉ đạo các ngành chức năng cùng hỗ trợ nhân dân thực hiện, đảm bảo các tuyến đường điện được thắp sáng, đạt tiêu chuẩn an toàn của ngành điện. Trước mắt thì đối với huyện còn lại là 28 cái tuyến đường mà nằm trong cái kế hoạch làm, mà với cái chiều dài là 21,75 km nữa. Với 545 cái bóng đèn cần phải làm, thì trước mắt huyện tiếp tục là chỉ đạo cho tất cả các địa phương mà có các cái tuyến đường này đó, với cái khái toán khoảng trên dưới 300 triệu người dân phải đóng góp nữa, thì đến giờ này là phải nói là các xã đang tổ chức, các địa phương đang tổ chức vận động bà con tiếp tục được làm, và báo cáo là phải nói rằng bà con hưởng ứng rất là nhiệt tình. Việc thực hiện những công trình thắp sáng đường quê kéo giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nhân dân rất phấn khởi, đi lại sinh hoạt thuận lợi, kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên biên giới và trật tự an toàn xã hội trong nội địa. Sau đây sẽ là những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bản tin trật tự an toàn giao thông ngày 25 tháng 11, tình hình tai nạn giao thông không xảy ra, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 214 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 147 mô tô, 25 ô tô, tạm giữ 83 xe mô tô, 3 xe ô tô, nhắc nhở 45 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 6 ca tuần tra, không phát hiện vi phạm, nhắc nhở 2 trường hợp. Nội dung tuyên truyền: Điều 13 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về sử dụng làn đường. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn.
Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dụng đi trên làn đường bên trái. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Quý vị thân mến, bản tin về tình hình trật tự an toàn giao thông vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn xem lại các chương trình thời sự trên website tinninh.tv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.